chào các bạn. Hôm nay mình đến cái vườn kiểng của chú thứ bảy. Chú thứ bảy của mình có mấy cây nguyệt quế rất là tuyệt vời. Mình xin giới thiệu với các bạn để các bạn trước là các bạn chiêm ngưỡng nha. Sau các bạn có sở hữu thì các bạn sẽ liên hệ số điện thoại mình để phía dưới. Cái cây nguyệt quế thứ nhất, cây này là cây cổ à. Cổ để đo. Đo cái hoành thân nhiều. Còn 90. 90 em đo qua đế coi, hoành đế. Hoành đế là con sát gốc luôn. Hoành đế này sát gốc luôn. Ồ cái bộ đế nó dữ quá tư chú bảy ha. Đế tư vậy. Trời ơi hai thước gì? Hai thước quên. Cái cây thước này là 1.5 thước rồi. Mà bây giờ nó hở ra khoảng chừng thằng hai gang tay anh là một là 2 thước á. 2 thước. Hoành đế là 2 thước. Hoành thân 90. Vì dễ cây rễ chùm luôn ha, cây rễ uống rồi luôn ha. Đang quay tổng thể cây luôn đi con. Chiều cao nó thì là quá dữ rồi qua các bạn ơi, vô tư luôn. Chiều cao này chắc được 4.5 m. 4.5 m hả chú? Rồi chiều cao là 4.5 m. Ngang cả 4 m. Ngang hơn 4 m. Tàn ngang nó là tính 4 m đi. Bây giờ nó quá dài rồi. Đây tàn ngang là 4 m, chiều cao là 4.5 m. Ồ, các bạn thấy cây nguyệt quế quá dữ, quá trời quá là lâu năm lắm rồi. Chú bảy ơi, định giá cây này nhiêu rồi chú bảy? Chú dạ 75 triệu các bạn ơi. Chú của mình định giá là 75 triệu, có thỏa thuận không chú hay là giá cứng luôn? Thương lượng không? Giá thương lượng hả chú ha. Rồi nếu mà các bạn nào mà muốn sở hữu thì các bạn có thể thương lượng với chú của mình. Nhưng mà chú của mình thì nêu cái giá khởi điểm là 75 triệu. Cây này đẹp lắm nha các bạn. Có mà chỗ bông một cái nghe thơm là hấp sớm luôn á. Cây nó bự quá, tàn nó tới tàn ngang. Tán ngang là 4 m, chiều cao là 4.5 m. Hoành đế nó là 2 m. Dữ quá, cây này dữ quá. Con giới thiệu cây số 2 luôn nha chú bảy. Cây số 2 là cái này luôn đi nha. Rồi cây nguyệt quế thứ 2. Cây ngoài nè cũng bộ đế cũng dữ lắm rồi nha. Đây cũng dữ dằn luôn. Đế quá dữ. Em đo hoành thân đi, hoành thân trước đi. Tới đâu còn nhiều cũng thấy không 81 hoành thân 81 hoành đế. Ồ cái đế này dữ quá nè, đế này đâu thua gì cái đế phải ha. Rồi bạn lấy bên đó đi đừng ngay ra. Chưa mét 8 đi, mét 8 chiều cao nhiêu hả chú? Chiều cao này 4.5 m hả? Chiều cao 4 m, tán ngang 4 m luôn. Chiều cao 4 m, tán ngang 4 m. Cây này chú định giá nhiêu? Cây 45. Cây này chú của mình định giá là 45 triệu. Giá này giá khởi điểm nha các bạn, có thể mình thương lượng với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cây nữa, cây nguyệt quế thứ 3. Nhiều con chú mình dữ lắm các bạn ơi, nhiều cây khủng đó. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều cái cây cổ nữa. Rồi trước mắt thì thời gian bây giờ nó không có nhiều nên mình quay các bạn mấy cái cây nguyệt quế lớn thôi. Rồi mình sẽ hứa hẹn với các bạn sẽ những cái clip sau mình sẽ quay nhiều cái cây cổ nữa, là cái ông chú của mình có nhiều cây cổ lắm. Đây là cây cổ thụ lâu năm không đó nha. Vườn con chú của mình đây nè, rất là lớn luôn. Mà chú của mình là mua bán chậu luôn đó, mua bán chậu. Ồ cái cây nguyệt quế này quá trời bự rồi, bự hơn cái cây đầu tiên luôn. Nguyệt quế thứ 3. Cái cây này là này có định bao nhiêu năm không á chú ha? Cô chú có biết bao nhiêu năm không? Cây này có 50 năm. Ồ cây này 50 năm. Cây này là 50 năm. Em đo hoành thân nó nhiêu em? Cái rễ nó quá trời nè. Rễ nó 100.
100. Chiều cao nó nhiêu hả chú? Chiều cao nó chắc 4m5, ngang 4m5 luôn. Chiều cao là 4m5, ngang 4m5, con quay tổng thể luôn, bộ đế quay luôn. Ờ, bộ đế này đó. Đo hoành đế thôi nè, nãy cái hoành đế hải là 2m á, cái này trên quá. Trên. Hồi mét. 3 mét lắm hả? À. Rồi 3 mét mấy luôn. Thôi mà tính 3 mét thôi. 3 mét đi. Dạ. Không, cái bộ hoành hoành đế nó dữ quá. 3 mét á. Con đi kia hơi chạy vòng vòng. Cái chất chung rồi lấy cái giờ đế được chặt lại. Cái này là ông chú mình định giá là 90 triệu. Với số 3 giá khởi điểm cây việt quế thứ ba. Cây này việt quế này là lớn nhất không chú? Lớn nhất đó. Lớn nhất trong vườn, còn nhiều cây nữa nha các bạn, nhưng mà mình giới thiệu ông chú mình giới thiệu cho các bạn là 3 cây thôi. Và cây này là cây lớn nhất, trên 50 năm tuổi đời. Cây này mà nó chịu có bông chắc nó chịu không nổi quá chứ bảy ăn. Không, dùng cái hàng nó ra vô là phải phức rồi. Dạ. Trắng giả. Nhìn thấy cái tán là thôi, thấy biết rồi. Mình giới thiệu các bạn thì cơ sở mà Minh Đức là của chú mình, chuyên mua bán hoa kiển và các loại chậu chớm sứ bán sơ dừa. Thì ngày hôm nay mình đến với các bạn là để giới thiệu với các bạn một số cái loại cây mà ông chú của mình có bán. Bây giờ bắt đầu lần lượt mình giới thiệu các bạn nha. Trước mắt giới thiệu với các bạn là một số cái chậu nha, chậu chú của mình sẽ cung cấp cho các bạn các loại chậu hết, chậu tươi, chậu xanh, chỉ mang nhân dân đấy, các loại chậu hết. Các bạn nào mà có cần nhu cầu thì đến liên hệ với lại có người họ dưới hoặc cơ sở của chú mình để biết giá cả. Giá cả thì ở đây giá hợp lý các bạn. Chậu này chậu cỏ hả ba? Đây là cỏ hả chú? Dạ. Cỏ bằng đồng. Dạy đó, dạy đó. Quá đẹp. Hôm nay mình đến là cơ sở mà mua bán mà chậu của ông chú mình. Rất là nhiều chậu nha bạn. Chậu cổ không? Chậu rồng. Đây là bữa chậu nó mua quay cái này. Với cái này, loại này đó, mấy cổ. À. Cái này giá thì tới khách người ta mua mình nó định nha chú ha. Chứ giờ nhiều quá mình không định giá từng cái được. Không, ở đây là chậu rất là nhiều các bạn, không thể nào định giá từng cái được. Bây giờ các bạn nào có muốn đến thì liên hệ với lại cái địa chỉ của ông chú á, có số điện thoại phía dưới á, thì có thể mình liên hệ với ông chú hoặc đến trực tiếp để mình xem mẫu của các loại chậu. Nghe đọc cho số điện thoại luôn, 0919 số điện thoại. Chú đọc lớn rồi chú. Số điện thoại của chú mình đang 0919 202139 4 xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh. Đâu đẹp không? Đây quay cái này cái cửa nè. Ồ, cái dưới cửa. Cái cửa này của lâu đời dữ hả chú? Trước mắt các bạn là cái dưới cửa. Cái dưới cửa này lâu đời lắm rồi. Dán ban đầu Việt Nam à. Chết, thành công chứ hình chết hả? Thành công chứ hình chết. Không như hình chết. Cái này chú có định giá gì không chú? Thì 70. Cái này ông chú của mình định giá là 70 triệu. Bao nhiêu? Bao nhiêu ba ôm cái góc đó thử. Cái này là giá một ôm mình không kể rồi nha. Yeah. Không giáp. Tay không giáp. Quá à. Còn dư. Dư phải một thước à.
cái lông dân cá à, có cây này không có trái, cây này có trái là bự quá mà bự lắm, 70 triệu cây bí sữa. Còn cái này là có một cái biệt thự đẹp đẹp ha, mua đem về. Mình xin kết thúc video tại đây, mình giới thiệu cái cơ sở Minh Đức của ông chú Bảy mình. Các bạn nào mà có nhu cầu mua chậu rồi có nhu cầu mua hoa kiển liên hệ với chú mình qua số điện thoại mà vừa rồi chú mình có cung cấp đó các bạn. Bây giờ mình xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn.